cả OnePlus 7 Pro và iPhone XS Max. Nhiều người phàn nàn rằng Galaxy Note 10+ không có bộ sạc nhanh công suất 45W đi kèm hộp, mà người dùng chỉ nhận được bộ sạc 25W. Tuy vậy chỉ với bộ sạc 25W, tốc độ sạc pin của Galaxy Note 10+ đã có thể đánh bại các đối thủ hàng đầu như OnePlus 7 Pro và iPhone XS Max. Thử nghiệm của kênh YouTube Gadget Portal tiến hành với loạt smartphone hàng đầu hiện nay trên thị trường bao gồm Galaxy Note 10+, Note 9, OnePlus 7 Pro và Apple iPhone XS Max. Theo đó Galaxy Note 10+ đã sạc đầy từ 0 đến 100% pin trong khoảng thời gian 65 phút, nhanh hơn 20 phút so với OnePlus 7 Pro, mặc dù Note 10+ có viên pin lớn hơn. Bộ sạc công suất 30W của OnePlus 7 Pro tỏ ra lấn lướt trong khoảng thời gian đầu, nhưng lại chậm lại đáng kể ở khoảng cuối. OnePlus 7 Pro sạc ở mức 10W khi pin gần đầy, trong khi tại thời điểm này Galaxy Note 10+ có công suất sạc là 15W. Samsung tuyên bố rằng Note 10+ chỉ cần sạc 30 phút là đủ để người dùng sử dụng cho cả ngày. Nhìn vào thử nghiệm thực tế, với thời gian đó, nốt 10 cộng có được 60% pin nếu người dùng sạc từ mức pin 0%, với bộ sạc 25W đã cho kết quả như vậy, không rõ với bộ sạc nhanh 45W thì nốt 10 cộng sẽ có tốc độ sạc pin nhanh cỡ nào. Tất nhiên, để có bộ sạc 45W, người dùng phải bỏ thêm tiền để mua vì nó không đi kèm trong hộp.